trong tay không tiền đợi mãi ai thương. Những lúc có tiền nhiều kẻ ghét ganh, bao đêm ngao ngán thở dài nhìn lên mà hỏi ông trời, giờ tôi biết sống làm sao trời ơi. Ông trời ngoảnh mặt làm ngơ vì đời không giống trong mơ, kiếp người phận số riêng ai, trần gian là cõi đỏ đầy thì cớ sao gây oán thù vì danh lợi mà đau, vì kiếm tiền phụ nhau. Nhưng khi có tiền thì tiền cũng có, lúc trắng tay ngàn lời nói ai nghe, đêm nay em bỏ ta rồi chạy theo cuộc sống đua đòi một chữ tiền mà. Anh thiệt là quá đáng anh Bình. Em đưa cậu về giùm anh đi nha. Cái xe cậu để đây rồi ngày mai tao lấy cũng được. Đi đi, đưa về giùm anh đi. Không, không cần. Em tự chạy được. Ở đâu mà được? Rồi ông Bình đâu? Sao lại kêu tao? Thôi dẹp ổng đi. Thôi cô nương, vậy tôi đưa cô về. Mày muốn về mày về đi, tao không về. Em giúp anh đưa cô về giùm anh đi. Rồi mày kêu tao đây làm gì? Trời ơi khổ quá, đưa về giùm anh đi, nhanh đi. Cậu sai lắm rồi. Tao không muốn về nhà, mày đưa tao về nhà mày đi. Rồi, hiểu luôn, ở nhà có chuyện gì phải không? Thôi, vậy về. Đưa về đi, nha, an toàn nha. Ừ. Em về nha. Trời. Cẩn thận nha em. Tội nghiệp cho người đàn bà giỏi giang như vậy mà không có hạnh phúc. Biết đâu đây cũng là cơ hội của mình. Thằng Dương đâu thua kém thằng Bình, mà mình thì cũng đâu có cần thằng Bình, mà con Cúc cũng chả cần thằng Bình. Cơ hội của mình chờ đợi đã lâu lắm rồi. Cô à, cậu thuê phòng hả? Dạ không à, có cô thơ ở đây không cô? Ở sau bếp á. Ê trời đất ơi, tự nhiên vô nhà người ta tính bơ vậy? Cô Thơm. Hả? Ủa anh Bình, tại sao anh biết em tới đây mà anh tới? Có chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Bình tĩnh đi. Cái kế hoạch mà hù dọa cô Lan á, em phải làm gấp lên để cho cổ khai báo mới được. Nếu không anh tiêu đời luôn á. Thôi chuyện gì cũng từ từ đi ha. Ra ngoài kia rồi tính nha. Má, đi ra ngoài kia nói ha. Đi đâu? Đi ra ngoài kia. Sao? Chuyện động trời dữ vậy á hả? Rồi anh có gọi cho cô Cúc không? Anh gọi mấy lần luôn mà cổ khóa máy rồi. Vậy là chết rồi. Giờ anh tính sao? Anh tìm em để nói với em phần kế hoạch anh đã xong rồi. Em nhanh giúp anh hết phần còn lại đi. Nếu không... Em biết rồi, em hiểu rồi. Thôi bây giờ anh về đi, em sẽ cố gắng nha. Thơm à? Dạ. Anh chỉ trông chờ về em thôi. Em cố gắng nha, giúp anh nha. Anh biết rồi, dạ. Thôi anh về đi. Em sẽ nghĩ cách cố giúp cho anh ha. Đi. Nhớ nha em. Em nhớ rồi. Đi. Nha. Hà.
Bé Hoa, con học bài hả? Hỏi nó làm chi cho mệt. Ngoài tôi ra, nó không nói chuyện với ai nữa. Gì? Anh, chắc anh Bình anh biết chuyện rồi đó. Bài báo đăng trên web sáng nay thông dụng quá mà. Kỳ này lãnh tôi với bà Cúc. Dù sao em cũng tội nghiệp ảnh. Ai mà ác quá đem chuyện người khác rêu rao. Đồ bỉ ổi. Em làm gì mà hung dữ vậy? Sao mà hung dữ? Anh nghĩ chuyện mấy người đó làm là nhỏ lắm hả? Thì... Rồi chuyện này sẽ có công an can thiệp thôi. Phát tán hình ảnh đồi chị mà đâu có nhỏ. À, anh vô phòng với Dương chút xíu nha. Cậu làm cái gì vậy? Dạ xin phép anh cho em gọi lại. Lý do? Dạ em sợ. Lúc đầu làm không sợ, bây giờ lại sợ. Mà cậu sợ cái gì? Cậu sợ có tiền à? Dạ. Thôi được rồi, cô gửi lại thì tôi lấy. Nhưng mà tôi báo cho cậu biết là tôi với cậu hai người chung trên một chiếc thuyền. Nếu một người đứng dậy thì thuyền sẽ chồng chênh và sẽ chìm. Cậu hiểu không? Cậu hiểu chưa? Thôi bây giờ về tôi nói cậu thấy nghe. Cậu cứ cầm đi. Coi như số tiền này tôi mừng đám cưới vợ chồng cậu. Và tôi hứa sau này tôi để ý quan tâm tới cậu nhiều hơn. Cô Dung. Gì vậy? Cô đi đâu vậy? Đang chuẩn bị qua bên trường. Cô giáo quỷ nhỏ nó điện thoại tới mời lên để gặp mặt. Quỷ nhỏ nó không biết nó làm cái gì bên trường, người ta mời tới tôi nữa. Thiệt bực ơi là bực. Mấy bả đang mời gây xong. Xui ơi là xui vậy đó. Cô à, con nghĩ em ở trên trường có chuyện gì gấp nên người ta mới gọi cô đó. Thì cũng phải tùy lúc tùy nơi chứ. Chứ cái lúc người ta đang... Tôi đi à. Hey à. Sài Gòn chưa xa đã nhớ. Đường vui đôi chân sớm chờ. Tình yêu chưa. Rồi bộ mày tính không về nữa hả? Lời yêu than trong tiếng mưa. Đường về thì về chứ sao. Chứ tao cũng sợ lắm. Chắc tao phải kêu thầy tối cúng quá. Tao thì không có tin chuyện ma quỷ, mà nghe mày kể á, tao cũng sợ quá à. Tao mà là mày chắc không có dám ở nhà đó một mình đâu.
Tụi mình là con gái còn đỡ chưa? Như anh Bình ấy hả? Mặt mày anh cũng xanh lè xanh lét lại á. Ghê quá vậy? Bởi vậy mới nói. Mày tưởng giỡn hay sao? Alo. Dạ con này thầy. Dạ. Dạ thầy khỏe không thầy? Dạ hôm nay con gọi lại cho thầy. Dạ con cảm ơn thầy nhiều lắm. Trời đất ơi, thầy cúng thầy coi cái đó nó đúng quá thầy ơi. Dạ. Dạ con có nhờ mấy đứa nhỏ nó chuẩn bị nó mang quà cáp qua để nó tạ ơn với thầy. Trời ơi chính xác lắm thầy ơi. Dạ. Dạ chắc chiều mai gì dạ cho lính nó qua nó cúng nó tạ là tạ ơn thầy. Dạ. Dạ hả thầy ha. Trời ơi thầy nói chính xác lắm thầy ơi. Coi đâu trúng đó thầy ơi, ghê quá. Dạ. Dạ. Ê mày có nghe thấy gì không? Người ta có quen với thầy Pháp đấy. Tao nghĩ là mày nên hỏi người ta đi. Kêu ông thầy Pháp nó về nhà mày coi thử còn sao. Đi đâu vậy? Thì đi hỏi ông thầy. Cái gì cũng từ từ chứ, mày không thấy người ta đi toilet hả? Định đưa chổng luôn hả bà? Ừ. Tại tao cũng nóng lòng quá. Cái gì cũng từ từ đi chị hai. Sài Gòn chưa xa đã nhớ. Dạ chào sếp. Cậu Dương, cậu Bình có ở đây không? Dạ có đủ cả, mà hôm nay có việc gì mà sếp xuống đột xuất vậy? May là chỉ có nhiêu đó thôi à, mà đủ thứ chuyện xảy ra trên đời. Cô gọi cậu Dương cho tôi rồi chuẩn bị họp. Anh có biết chuyện gì không? Anh hả? Anh có biết chuyện gì không? Mình làm gì lâu vậy? Xong rồi. Gì xong? Ok rồi. Mấy con nhỏ này công nhận gan đi mày. Nó bàn rồi tới toilet luôn. Trời ơi. Làm tao bắt cỡ luôn. Đi chung toilet với mày luôn hả? Sao chung được? Nó bàn vô tao mối như ra cái mặt tao còn chưa có gì hoàn hồn. Tao thấy sao? Nó lừng luôn đó. Có gì, gì vui không? Tao cho nó số điện thoại rồi. Điện thoại mày hả? Không. Số ai? Số điện thoại của mày. Số tao? Ừ. Tính chi? Để nó gọi lại. Gọi tao hả? Gọi mày chứ mày thấy gọi tao. Ê, mày thấy hai nhỏ này tin gì đoan không? Nó sốt sắng lắm. Nó lấy xong nó nói rồi để nó gọi. Rồi tao canh nó ra bãi xe, nó lấy xe về. Tao mới dám tuôn ra đây nè. Để nó biết. Ê, thí dụ mà nó gọi á. Rồi tao gặp nó. Ừ. Rồi thí dụ nó mời tao. Ừ. Rồi tao về nhà nó. Rồi tao làm gì? Làm sao? Dễ lắm. Làm sao cho nó tin chứ? Tin phải không? Ừ. Mày vô bắt đầu mày ngắm nghía nhà cửa. Ừ. Mày làm bộ á, mày nói ở cái này để đây không hợp. Ừ. Kia để cho đó không hợp. Rồi. Rồi mày nói là đây nè, cái bóng người nè, ở đây nó có cái ám khí nè. Chà. Ám khí này, ám khí nọ, mày bày ra mày nói đủ thứ chuyện. Mà phải thật là thiệt nha. Ừ. Là nói tin mày à. Cũng như là không thấy người mà cũng nói thấy. Ừ, mày nói đang ngồi vậy tự nhiên mày có cái bóng người mới đi qua. Trời ơi, mày nói tao giỡn ốc luôn mày. Ừ. Kia. Cái gì? Ở đây có cái vong này nè, nó đang ám cái nhà này. Ví dụ vậy, cái vong nó từ người ta gọi mấy ông thầy phong thủy vô nói á, mà nói có vong này, có cái bóng này, có cái ông kia nọ ám vô. À. Hoặc là có đặt cái vị trí nọ không đúng, hoặc là cái phong thủy cái nhà này. Như nói cái nhà nó toàn là quỷ không, quỷ ma không trong đó. Dạ rồi, vậy được rồi, cái đó là dễ tao nói được. Ừ. Mấy cái đó là tao làm được. Tự mày suy nghĩ rồi mày làm. Nhưng mà quan trọng là nó có mời không nè. Mời xong rồi. Sao mày cho điện thoại lâu quá, nó không điện? Ai biết, mày hỏi tao hoài vậy, cái chuyện nó điện. Mày có số nó không? Không. Ủa mày cho số tao, mày không có lấy số nó hả? Không. Trời đất ơi. Mà nó tin gì đó không? Tin. Nó tin nó mới tuôn vô tới toilet mà. Mày khùng quá. Cái nào nó gọi lại mà. Cái gì vậy? Có chu điện thoại không biết phải có nó không? Số ai lạ quá à. Số này nè, số 11 số, phải nói không? 11 số là của ai? Mày nghe đi. Alo. Buổi họp đến đây tạm chấm dứt.
Có gì chúng ta sẽ bàn bạc sau nha. Cậu Bình, cậu ngồi xuống đây đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. Dạ, sếp có chuyện muốn nói với em. Sếp có chuyện gì thì sếp cứ nói đi. Chắc là cậu đã biết rằng là vừa rồi hình ảnh của cậu đã bị đưa lên báo điện tử rồi phải không? Dạ. Cậu nghĩ sao về chuyện đó? Dạ, em sẽ cố gắng để không ảnh hưởng công việc. Sếp cứ yên tâm đi. Tôi hiểu con người và tài năng của cậu, nhưng tôi không nói đến chuyện đó. Vậy sếp muốn nói đến chuyện gì? Tôi nghĩ đến hình ảnh của công ty. Vậy ý sếp là... Cậu là giám đốc của công ty. Cậu thường xuyên liên lạc với khách hàng. Thì cái tiếng thị phi này đó, nó sẽ là cái ấn tượng xấu, không những cho riêng cậu mà cả tôi và luôn cả cái công ty này nữa. Cậu nghĩ sao về cái chuyện này? Cảm ơn mày nha. Bây giờ tao phải lấy điểm với vợ tao rồi. Mày vui rồi. Còn tao không biết giờ tính sao nữa. Mày chuyện gì nữa? Mày mà lấy điểm được cái vợ mày rồi, mày còn biết gì tới anh em nữa đâu. À, thôi. Tôi biết rồi ông ơi, đừng có trách nữa ông ơi. Cái chuyện của mày tao biết rồi. Nè, gì? Yên tâm đi. Tao sẽ gỡ rối hết cho mày. Cái chuyện gì khó khăn của mày, tình duyên gì của mày, tao sẽ gỡ hết cho. Nghe tao đi. Tâm lý phụ nữ tao hiểu hơn mày. Tao rành lắm. Được không đó? Tao giúp cho. Được không? Trời ơi, mày nhìn mặt kỹ bạn mình nè. Nhìn kỹ nha. Nhìn kỹ vô. Nè, đó giờ tao làm có cái gì không thành công không? Nhìn kỹ chưa? Được rồi, tao tin mày. Ráng giúp tao nha. Yên tâm, tao hứa với mày. Hay chờ tin xấu của tao. Cái gì? Tao nói ngược, tao đang ngược mà. Xấu là tốt đó. Nghe chưa? Yên tâm đi. Buồn cái gì? Buồn sao buồn? Không có, tâm lý phụ nữ tao hiểu. Để cái gì tao cố vấn cho. Thôi mà. Thôi bây giờ thế này, cứ cho là vì tài năng của cậu mà người ta sẽ bỏ qua hết đi nha. Nhưng mà cậu sẽ nghĩ sao khi mà những ấn tượng xấu đó đậm đà vào đôi mắt và những suy nghĩ của những nhân viên thuộc quyền của cậu? Cậu sẽ làm việc như thế nào? Rồi những mâu thuẫn xảy ra trong nội bộ sắp tới sẽ ra sao? Cậu nghĩ coi. Sếp không cần nói nữa. Em hiểu rồi. Em xin phép về phòng thu dọn. Em sẽ trình đơn lên cho sếp sau. Cậu Bình, không bao giờ tôi muốn chuyện này xảy ra. Cậu hết sức thông cảm cho tôi. Nhưng vì lợi ích của công ty và vì danh dự của cá nhân tôi, cậu phải thông cảm nha. Em hiểu. Giờ em ra đi là em còn vớt vát được một chút thể diện phải không sếp? Em sẽ không làm ảnh hưởng đến ai đâu. Em cảm ơn sếp. Thank you.
Bình có chuyện gì với tổng giám đốc anh ơi? Hoàng hồn không? Chạy đâu? Chạy đâu? Ở đâu mà nhiều quá vậy? Trời ơi, còn ngồi có tivi nữa, không có hình nó ngồi nó coi được hả? Mày chạy, chạy hả? Tại sao? Tôi không hiểu tại sao trong nhà của các cô hoàng hồn nhiều quá. Thầy ơi, thầy xem có giúp cách nào giúp con được không ạ? Biết, cho nên tôi mới xuất hiện đến đây là đúng lúc. Không có tôi thì thôi, cái nhà này là oan hồn không? Ngủ không yên với tụi nó đâu. Lớn có, nhỏ có, sồn sồn có. Nó đứng kìa. Tại sao đông vậy? Dòm ta cái gì? Dòm ta cái gì? Trời ơi, ban ngày mà nó ăn cơm, nó ngồi nó ăn cơm hộp ông nội ơi, hết ý kiến nó rồi. Thấy chưa, cái nhà của mấy cô không tưởng tượng được. Ma quỷ thì có lúc có nơi, ban ngày mà nó dám xuất hiện luôn thì cái này nó muốn thành rồi. Ăn cơm thấy không, nó ngồi ăn cơm kìa, thấy chưa, có thấy không? Dạ không ạ, không thấy gì đâu thầy. Không thấy à? Dạ. Cái bàn nó hàng ngày các cô ngồi ăn cơm đúng không? Nó ăn chung mà các cô không biết. Yên tâm, có tôi đến đây thì mấy cái quan hồn này tôi hốt hết. Ở nhà có cái hũ chao không? Có hũ chao không? Không có thì thôi, để tôi kiếm cái khác. Từ từ. Nhà cửa gì? Thôi mấy cái hộp này đựng nó bung ra nó bay lại cũng vậy. Bây giờ tôi nói các cô phải giải thôi. Ghê lắm. Hồi lúc trước các cô có gây oán gây thù với ai không? Có không? Dạ không. Không có. Tại sao? Không có thù oán với người ta. Mà tại sao người ta vô nhà này ở đông quá vậy? Những oan hồn vô trú cái nhà này rất đông. Mà đặc biệt là nam giới. Nam giới. Tối các cô ngủ đêm có thấy gì không? Dạ không ạ. Không có thấy gì hết hả? Sao kỳ vậy? Vậy là nó chờ thời cơ. Những oan hồn này các cô có gây thù oán với người ta, các cô có xảo trá với người ta. Thầy ơi, có thầy, cái gì không? Bạn con nó đâu có làm gì xảo trá đâu thầy. Không có. Tại sao những oan hồn này, tôi nhìn tôi thấy ánh mắt nó nhìn các cô có một cái thù oán gì đó? Không có thì làm sao có một bóng người thanh niên ngồi mặc đồ đen cứ nhìn chằm chằm như thù hận các cô? Các cô phải nói thật cho tôi biết, tôi mới giải thoát cái nạn này cho mấy cô. Chứ còn nếu mấy cô giấu tôi thì đây, cái oan hồn đó sẽ ám các cô suốt đời và nó xảy ra nhiều chuyện lớn. Cứ khai thiệt cho tôi biết đi. Tôi là thầy, tôi bắt hồn tụi nó được. Tôi bắt được, tôi thả được. Cô biết chứ, tôi thường lợi nghĩa địa mà tôi bắt hết mà. Tôi cũng bị bắt luôn. Ủa không, không phải,
tôi bắt hết, chứ không phải ai bắt tôi. Ma quỷ bây giờ lộng hành quá. Anh Bình có cần thiết phải như vậy không? Ở lại cố gắng làm việc nha. À cậu thấy à? À sếp Trần kêu cậu kìa. Anh Bình à, tôi rất tiếc. Làm bèm hoài đi, vô đi, để sếp chờ sao? À, anh yên tâm đi, mọi việc ở đây tôi cố gắng lo cho thật tốt mà. Thôi, em đi làm việc đi, anh về được rồi. Chuyện là vậy đó, nếu các cô không gây quá với người ta, không xảo trá với người ta, không hại người ta, thì không bao giờ người ta theo oán hờn mấy cô và ám mấy cô trong cái nhà này. Cho nên bây giờ khai thiệt cho tôi biết, được thì tôi giải nạn, còn không thì thôi, tùy mấy cô quyết định. Nếu không khai tôi về, không nói thật tôi về ạ. Có nói không? Dạ thầy ơi, con nói thầy. Bình tĩnh, nói sự thật. Cái gì phải nói không có giấu gì hết nha. Dạ. Từ đầu đến cuối không có nói gạt thầy một cái vấn đề gì hết. Để từ từ, để thầy làm bùa. Chuẩn bị chưa? Dạ. Mấy con ma vô trong hết đi. Tao đang nói chuyện riêng mà nghe cái gì. Kể. Chuyện là vậy thầy. Ủa, cô đi mới về hả? Ở trên trường mới qua có gì không cô? Tôi mệt lắm rồi, đừng nhắc tới nhỏ đó nữa. Nhắc tới là tôi sôi máu à. Chiều nay nó về nha, tôi cho nó một trận. Mà có chuyện gì vậy cô, sao dữ vậy? Nói ra thêm nhục mặt. Tôi mệt lắm rồi, tôi lên nghỉ đây. Không biết bé Hoa trên trường nó có chuyện gì không ta? Để chiều nay mình lên mình coi thử. Hết chưa? Dạ hết rồi ạ. Chuyện là vậy thôi đó hả? Dạ. Ồ, quá đơn giản. Đối với thầy, cái chuyện này nó quá đơn giản. Vậy bây giờ thầy giúp con được chưa ạ? Thì bây giờ bắt đầu biết rồi mới giúp nè. Bây giờ thầy ở trong này, thầy sẽ làm phép bắt hết cái quan hồn ở trong nhà này. Còn hai cô ra ngoài nắng đứng đi. Ra bên ngoài đứng hả? Ra ngoài nắng chứ không phải bên ngoài. Đứng ngoài nắng, phơi nắng mà giờ này cho nó trời có tia nắng cực tím. Nắng nó chiếu vào người, có tia cực tím, ma nó không có nhập vô được. Nó nhập vô là nó cháy, biết chưa? Mà đứng bao lâu lận này? Một tiếng. Thôi đi đi mày, một tiếng cũng được. Sao không được? Mực người ta một nắng, người một tiếng có sao đâu. Đi ra. Thôi đi đi, giúp tao đi mày. Đi. Phơi đi. Từ đây đến chiều tôi bay khốn tôi chết. Dính à? Cái này dính sâu. Làm sao thoát khỏi tay tôi? Kiếm gì viết cho nó uống vài chữ cho nó đau bụng chơi coi. Nói vậy sao? Thì ông kêu ra ngoài sân đứng thôi, đâu nhất thiết phải đứng ngoài trời nắng vậy đâu. Thôi đi vô trong đứng cho chó mát. Nhưng lại đó, làm sao người ta thấy đốt lòng thành của mình? Trời ơi, mày đứng là đã thành lắm rồi, lo gì? Đi.
Đi vô trong đứng đi cho nó mát. Trời ơi đứng dậy. Không được ngồi. Trời ơi tao gần sắp chết rồi đó. Mày vô mày hỏi ổng thử đi. Tao mệt. Trời ơi làm sao tao dám vô. Mày giỏi thì vô đi. Sao chuyện này mày phải đền ơn tao gì ấy nha. Tự nhiên gông giữa đàn em mai nhục cổ à. Hồn ma thầy đã bắt xong hết rồi. Nhưng bây giờ riêng cô tên gì tôi quên rồi. Dạ con tên Lan ạ. Cô Lan. Cô Lan phải không? Nhớ dạ. Nha, từ đây đến sau cô không còn cái tánh gạt gẫm xảo trá với người ta nữa. Nhớ chưa? Dạ. Từ đây đến sau không còn cái tánh đó nữa. Nếu còn như vậy nữa thì oan hồn nó sẽ kéo về đây còn nhiều hơn lúc này nữa. Cô là bạn cô Lan, cô nhắc nhở cô Lan giùm. Nghe chưa? Bạn bè chơi chung phải nhắc nhở. Để nhiều khi người ta không biết mình đi theo, mình cứ hùa theo là cô hư luôn, rồi cô này không tốt luôn, đúng không? Không có tôi là chết hết rồi. Nhớ. Từ đây đến giờ ăn năn hối cải, biết chưa? Đây. Ma đã bắt hết. Và bùa tôi đã ghi rõ trong này, mỗi trang mỗi chữ khác nhau. Sáng dậy đừng ăn sáng, xé một trang đốt, uống với nước lọc. Tới trưa cũng đừng ăn cơm luôn, mỗi ngày uống một trang. Còn bạn cô á, nếu có cần á, cho cái bìa này nấu uống cái bìa tốt hơn. Vậy nha, nhớ nghe lời tôi dặn, uống hết cuốn sổ đó đi. Trời ơi như này uống sao hết nổi thầy. Nếu uống mà ngán thì xé ăn sống, chấm bồ tạc ăn. Thầy về à? Dạ con cảm ơn thầy ạ. Ăn đi chút chết luôn. Còn có mấy cái nữa à, bán xong rồi đặng dọn dẹp mình về sớm ha. Chờ chị em mình đi chợ nha. Dạ thôi kệ đi chị, chờ đợi kệ còn hai cái bán cho nó xong cho rồi. Dạ, xong. À cậu Lửa á. À, dạ. Còn mấy cái bánh mua giùm luôn đi cậu. À. Mua giùm đi cậu. Bán con 4 cái đi. À, còn có 2 cái à, mua 2 cái cậu nghe. Còn có 2 cái à. Lấy đi chị. Lấy 2 cái dạ, nha cậu. Dạ lấy con 2 cái. Còn có 2 cái thôi. Trời cảm ơn cậu nhiều quá, còn 2 cái còn bán cái rồi dọn sớm. Nè cậu. Cậu. Cậu Lửa. Dạ. Đợi bánh của cậu kìa. À, dạ dạ. Trời ơi. Nhiều vậy ba tám. 10,000. Dạ. Buồn này lại. Cậu Lửa á. Dạ. Trời ơi sao vậy? À con xin lỗi. Dạ bác Tám. Dạ. Cho con gửi tiền. Cậu tay chứ không phải bánh. Dạ. Lên con. À. Anh Lửa. Có bánh à, à con không? Má bán được không? Trời ơi anh biết không? Má bán hết luôn. Người ta hỏi mà không có bán luôn á. Gì? Anh đang anh gánh giùm em đi nặng quá đi. Lần này á hả là má phải làm thêm đó con ơi. Bán đắt quá chừng đi. Nếu mà cái bà đà mà bán đắt vậy á hả là thế nào á là còn má cũng khá cho coi nha. Mà má có chừa con cái nào không? Trời ơi quên rồi. Bán đắt quá quên con rồi. Không có cái nào chừa con hết hả? Hết rồi, có cái nào hết. Nhìn vô đi. Trời em trời ơi, ba biết mình lo kiếm tiền không mà không lo cho con mình. Cái một cũng có nữa hả? Trời ơi, sao mày giờ mày coi mày giống con nít chưa? Nít gì? Ngày nào cũng chừa ta. Nam cũng chừa. Anh lớn quá anh già rồi, có vợ rồi đừng có nhõng nhẽo nữa. Nhưng mà anh cũng chừa cũng được đâu. Bây giờ về nè, bây giờ không
con bánh da lợn nữa mà má má chừa cho con bánh khác con ăn không? Không ăn. Con chỉ thích bánh da lợn mà. Bánh da lợn bây giờ không có bánh da lợn không bánh khác không, không ăn. Không ăn. Nè nghe làm gì con? Cho má nghe. Không, ăn đi, ăn xong đi để đó cho má. Ăn đi. Má đi, má đi vô nghe. Ừ, không, không ăn. Đưa đây. Không. Má chừa cho anh mà. Không. Đưa đây. Chim sáo vậy. Không ăn. Đưa anh. Không. Không hả? Đưa đây, trả luôn. Đưa đây. Của anh. Vàng. Vàng cái gì? Má cho anh chứ đâu phải là cho em đâu. Sớm mừng quá à. Rồi bây giờ là tôi ôm cái thùng này rồi cô dọn giùm tôi cái bàn này ha. Rồi chị cứ ấy đi rồi. Để đó em chị rồi để đó, chị ôm vậy được không? Được được không? Không được rồi, được rồi, cô khiêng cái bàn tôi nha. Sao rồi? Từ từ, chuyện quan trọng. Lên đó ngồi đi. Trời ơi, sao mà bỏ lung tung vậy nè? Kệ nó đi, chút sắp xếp cho. Quan trọng. Đây đây. Thành công à. Không ngờ, anh giỏi quá. Em ngạc nhiên liền, coi chồng em nè. Từ từ nha. Đừng có hồi hộp nha, cái gì cũng phải từ từ. Không nhận anh hay quá. Cầm đi, cầm, nghe hết đi rồi mới biết. Nghe hết nha, rồi mới biết nha. Coi tôi gài cái bẫy này, tôi chết hết. Trời ơi, ông xã của em hay quá. Ông xã nói sao mà cổ chấp nhận như vậy? Thế bởi vậy, nghề của chồng em, đã có cái tài của anh nói sao kệ anh. Miễn rõ ràng em nghe hay không? Đó thì bây giờ nè, chuyện đã xong. Lúc trước em hứa làm sao? Nếu xong chuyện, thưởng anh gì? Ông xã nha, lúc nào cũng đòi lợi lộc hết à. Không phải, anh nói nhỏ này nghe nè. Không phải lợi lộc, nhưng mà cái gì á, em hứa thì em phải giữ lời. Giữ lời. Hả? Ông xã, kỳ cái gì? Vợ tôi hôn phòng này của tôi. Tôi hôn vợ tôi, ai làm gì tôi? Hả? Kỳ gì? Câu quê tình
sao sáng xanh, tình duyên.